Hello, đây siêu xe là có thiệt cho mấy chị nha, tặng cho tí em của em là một chiếc siêu xe. Chúng mà hình cái này đổi lên đầu của anh ha, đúng không? Ok, rồi bây giờ chuẩn bị là mình sẽ coi bất ngờ của Lê Dương tí em. Chưa gì hết sao đạt mẹ không thông báo là Dương kêu anh luôn hả? Đang ngủ hả? Ok, có mặc áo không? Có mặc áo không? Có à. Ê, tụi bay núp đây nè. Ê, tụi bay núp đây nè. Tụi bay núp đây nha. Hai đứa nhỏ đâu? Hai đứa nhỏ ra cầm quà chỗ tụi ba. Thì tại bây giờ tí em đang trời, ngủ hả? Nhớ chào, biết đi ngủ kia có vậy không? Hello. Giờ mày còn ngủ ăn rồi ngủ hoài. Dậy đi. Nhí vô nó kêu ba mẹ coi. Ba. Qua đây chơi với mẹ coi em nè. Đi. Đi chơi ba. Đi. Lẹ đi, tới giờ dẫn xe rồi kìa. Lẹ đi. Nhảm. Nhảm gì? Bất ngờ, tôi siêu xe thiệt đó. Có gì không? Có. Siêu xe mình mặc quần áo luôn, mình mặc quần cục, mình mặc áo mà lỗ cũng được luôn. Đâu xe ba đâu? Xe đẹp lắm. Đâu? Khoan, nhận xe mà. Mình phải... phải... Ui trời ơi. Không được. Vậy di động cho ba đi. Dẫn cho ba nha. Ui. Đây. 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 Trời, giúp mẹ mà. Vậy sao lên xe chạy được? Vậy đâu? Leo lên xe chạy. Trời ơi. Trời ơi. Cái kỳ vậy? Không phải, cái này là cái tượng chân thôi, nhưng mà chân mày xe về nè. Không đéo được mày ơi. Rồi đi. Ôi, mới xin xe hôm nay là. Rồi rồi. Dạ, đã vậy. Thôi ha, bà thấy vui không? Siêu xe hả? Vô, cái này chỉ là hôm nay á, là cái xe là để bán kem thôi. Nhưng mà là có xe thiệt. Có không? Có. Bây giờ là từ từ nha. Thì con tặng quà trước, xong rồi tới vợ, xong mới tới siêu xe. Siêu xe không? Có. Đức chạy gì chưa? Rồi, đợi xíu đi. Đâu? Siêu xe đâu? Mệt ghê, hỏi siêu xe hoài. Nè, Nhi. Nhi với Ngọc tặng quà cho ba đi. Đâu, Nhi Ngọc tặng quà cho ba hả? Đó. Đâu? Nè, con đem tới cho ba đi. Đem tới cho ba. Đức lấy cái áo khoác kìa mà anh Đức ơi. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Áo khoác quả. Rồi ba mở quà của con tặng. Rồi đi mặc áo khoác vô cái đi. Từ từ nha. Rồi, để ba ngồi đó. Hôm nay là sinh nhật hoành tráng lắm luôn á, toàn là siêu xe. Được rồi, đi ba mặc áo vô đi ba mở. Được. Nè, cảm ơn Ngọc nha. Ôi, tặng luôn kìa. Giờ xé rồi đúng không? Đúng rồi. Từ từ gì? Từ mặc áo vô vậy? Không vừa. Không vừa gì? Cái nón không có vừa. Cái nón đẹp gần chết, cái nón này lại chung với là chiếc siêu xe người ta tặng đó. Xe nghi rồi. Trời, không tin hả? Nãy giờ anh ngủ không à? Anh nghe tiếng vô xe hả? Vô đâu? Từ từ. Ngứa quá, xịt này ngứa mặt quá. Rồi, gửi quà tặng đi. Này của Bảo Ngọc tặng cho ba nè. Bảo Ngọc tặng hả? Đúng rồi. Gì vậy? Gì nhảm vậy? Wow. Bảo Ngọc tặng quà cho ba. Bảo tặng xong nó chơi luôn đó. Nè. Rồi, chúng ta bấm dây, quà bấm dây kìa. Rồi nó lấy quà đi. Có vẽ mà ba chưa? Vẽ rồi. Vẽ tấm hình cho ba chưa? Con đi đi. Rồi, cái này là Bảo Nhi tặng cho ba nha. Rồi, quà của Bảo Nhi tặng cho ba
tôi đâu? Chưa, để từ từ bật hấp dẫn nó còn nằm phía sau mà. Rồi đi 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 lấy ngoài đi cho mày đi. Tao bỏ nhà đi cho mình yêu. Cảm ơn Ngọc nha. Bạn của em không có được hí hí chơi, hí hí đâu có quà đâu. Không có tiếng chơi chơi. Nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt. Gì vậy? Tiền đâu mà mua. Mới giỡn chứ chiếc xe mua mấy tỷ rồi còn tiền luôn nữa. Xe đâu? Từ từ, chuẩn bị gian ra cho xe tài xế vậy vô. Đẹp không? Xe màu vàng thì đồng hồ cũng phải màu vàng. Năm nay không có đồng hồ sẽ đi cái đồng hồ này trước đi. Từ từ. Để biết đây để chơi. Xe đâu? Từ từ. Rồi đứng lên đi. À, mấy chị em mình lại hát bài Happy Birthday cho xe chạy vô nè. Xe đâu? Thì phải nhắm mắt đàng hoàng cái đứng lên. Tao biết rồi. Tao biết cái gì rồi. Cái gì vậy? Xe nhẩm. Xe nhẩm vô. Xe mà xe nhẩm không biết nữa. Có xe nhẩm vô. Hát đây nè ba mấy đứa. Rồi, Ngọc ở đây. Rồi, Ngọc, ok, Ngọc ở đây. Bấm xe nha. Xe này rất chưa biết chạy. Cho nên là tài xế hát chạy vô. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quá trời quá cần à. Trời ơi. Được chưa? Xe nhẩm. Lắp bộ đi. Cái cửa nè, nó mở nó một luôn. Nhẩm ra. Thì năm nay mình muốn mua hình trước đi, năm sau biết được đâu mà mua thì mình sẽ có xe. Xe nó mua. Anh thấy vui không? Xe. Nè, xe bánh cũng có mà xe mô hình cũng có luôn rồi. Nhiều quá có luôn. Xe nhảm quá. Đi Ngọc mua xe cho ba. Nè, đồng hồ hiệu cũng có luôn. Hiệu Minion. Đồng hồ đâu? Nè. Đẹp không? Cái là gì vậy Nhi? Đồng hồ kia kìa. Cái tiền đi mà mua không biết nữa. Xe quay vậy? Uống gớ hả? Đâu có đâu, của anh á. Quà em tặng mà. Ghê vậy? Được rồi. Trời ơi, trời ơi. Xe đâu? Rồi chán chưa? Chán rồi. Trời ơi, em mua xe mừng chi? Tốn tiền. Cũng lắm mua mini mà. Xe đây. Nói chứ vậy là được rồi. Quá nhiều quà nhiều rồi. Đây, đi đi lên hai đó cho thôi. Biết em chuẩn bị cả ngày trời không? Ngày trời hả? Cái ngày trời đó. Ngọc, chúc mừng sinh nhật ba đi. Con chúc mừng sinh nhật ba. Dạ ba đi. Để chú vô có đồ ăn vô gì không? Có. Trời ơi. Bánh kem, bông, trái cây, có đầy đủ. Sinh nhật chỉ cần như đây thôi chứ cần cái gì. Bông ở đâu vậy? Em mua á. Vậy đó hả? Thơm à. Trời ơi. Bông này hả? Chị Phượng hả? Ok, cảm ơn chị Phượng nha. Đẹp không anh? Đẹp á. Siêu xe thì cũng có siêu xe rồi. Muốn gì nữa? Xe ba đâu Ngọc? Xe ba đâu Nhi? Ủa gì là xong tiệc á hả? Xong rồi đó. Ôi buổi thiệt là nhạt nhẽo. Rồi đi vô phòng chơi với ngoại. Mới lên. Ủa gì kỳ vậy? Vậy được rồi. Trời đất ơi. Buổi tiệc sầm đế. Siêu xe đâu? Đó, đâu lấy xe cho anh coi. Giờ được cục đầu này nữa. Thiệt chơi chán rồi. Thiệt luôn á. Trời đất ơi. Gì ở đó gì? Thôi không có cần đun đun đâu Quỳnh nha. Nha Quỳnh ơi, Quỳnh bớt khùng đi em ơi. Không, lỡ mua rồi xài cho hết. Chứ chừng nào mới xài được ai nữa. Để xài mình nói hả, siêu xe rồi tôi tưởng thiệt. Có mà xe kia rồi, chiếc xe màu vàng. Bớt lại, bớt lại. Muốn gì nữa. Nha yeah. Mình phải lấy dí từ từ. Nói đồng hồ giống Trấn Thành, đồng hồ 1 tỷ mấy 2 tỷ 50 ngàn đó. Trả ra, trả ra. Trời đất ơi. Cũng lấy thôi cho cô tí chơi. Tháng nữa nó chào đời rồi. Cho nó đeo. Quá trời thiệt á. Em đeo hộp luôn đó. Đeo đi. Con phải màu vàng mà. Thôi hả. Rồi đồ ăn không chưa? Dọn cho tụi nó ăn đi. Ok. Ok, cảm ơn Quỳnh nha. Cảm ơn mấy đứa nha. Bye bye. Chào mọi cảm người. Cảm ơn, cảm ơn. Ý ăn trộm. Ý. Ok. Trộm xe đó chưa? Nó lấy mẹ rồi. Bye bye Quỳnh. Bye bye. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người nha.